Xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini tên là CT nha. Thì hôm nay vườn con tiếp tục lên một cái combo có nhiều cây ở trong đây với giá là 100 ngàn. Thì những cây này á là những cây giống loại nhỏ nhỏ cho cô chú mình nhiều quắn những cây bonsai mini á để cô chú mình làm cây chút chút mình để bàn chà thôi. Thì ở đây hình như có cây quắn quái đây nè, cho cô chú mình xem mẫu rồi về quắn theo. Rồi để nó bị trong mát quá bị nó bị con gì nó đu quá trời đem ra nắng mới được nó. Thì đây là cái cây sam hương loại mini nè, vườn con đã quắn xong á. Cây này không có trong combo nha, con chỉ quay cho cô chú mình thấy thôi, về cô chú mình quắn theo đang làm những cây nhỏ nhỏ chơi. Rồi cái này vườn con quắn cũng đã lâu rồi, mục đích là để làm bonsai mini siêu mini cô chú. Thì về cô chú mình quắn những cái cây nhỏ nhỏ này cũng tương tự vậy ha. Đó. Ở đây có hai cây 86 mini. Những cây này thì cô chú mình về nuôi cho nó bự lên là mình vô dây mình quắn ha. Đó, hai cây 86 mini nè. Một cây siêu hoa lùng lực nè. Đó, cao khoảng chừng 3-4 cm thôi. Còn cái đọt nó lên thì khá cao ha. Cái siêu hoa nè. Cây 86 lá cẩm thạch nè. Về cô chú mình quắn xuống dáng đổ ha. Bốn cây. Một cây sam hương rễ rất là quái nè. Đó, 5 cây. Cái này mình để dáng đổ mình chơi luôn ha, cắt tỉa từ từ rất đẹp. 5 cây. À, hai cây siêu hoa nè. Rễ quái mình về quắn xuống dáng đổ cũng rất là đẹp luôn. Đây. Đó, về quắn xuống dáng đổ rất đẹp luôn nha. 2 4 6 7 cây rồi ha. Rồi. Ở đây cây sam hương loại mini nữa nè, về cắt tỉa rồi thêm làm cổ thụ mini đó. 9 cây, 2, 4, 6, 8 à. Sam trái ha, sam trái mini, hồng ngọc mai mini đó. Hồng ngọc mai thân ấy nè, về cô chú mình nuôi dưỡng rồi thêm ha. Thân của nó khá là dẻo. Còn ở đây là 2, 4, 6, 8, 10 cây sam hương. Đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tổng cộng là 22 cây mini, giá 100 ngàn, chưa bao gồm phí vận chuyển. Cô chú mình thấy ưng cái lô này thì liên hệ vườn con nha. Số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Ở đây có cây mai chiến thủy này nha. Rồi, cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều luôn. Con xin kết thúc và tạm dừng video tại đây.